Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 5 người để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngày 28 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 5 người để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 5 bị can này đều ngụ tại phường Tam Quan Bắc và xã Hoài Hải thuộc thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 người khác cùng tội danh trên. Trong đó, 10 người ở thị xã Hoài Nhơn, người còn lại là Nguyễn Tấn Hải, 53 tuổi, ngụ tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Bước đầu, Cơ quan Điều tra xác định Nguyễn Tấn Hải có vai trò chủ mưu trong vụ án trên. Hải câu kết móc nối với nhiều người ở thị xã Hoài Nhơn làm giả giấy tờ, chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển tàu thuyền đánh bắt hải sản rồi bán cho ngư dân. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.